Hôm nay mình sẽ chia sẻ món thịt ba chỉ xào với sả ớt nhé. Món này cực kỳ ngon mà lại đơn giản nhé. Nguyên liệu các bạn chuẩn bị cho mình đây là thịt ba chỉ này. Mình đã rửa sạch với nước muối loãng này. Và mình thái mỏng rồi những miếng thịt ba chỉ rang trái cạnh ấy. Sả này, ớt này, tỏi này, một ít hành tím này và ít hành lá. Các bạn có thể không cần hành lá cũng được. Thì chúng ta rắc lên khi chúng ta xào xong, hoặc là mùi tàu cũng được. Và bây giờ trước khi xào thì mình sẽ ướp thịt với gia vị. Giờ mình sẽ ướp thịt trước khi mình xào nhé. Cái dầu hào thì không, các bạn nếu không thích mùi dầu hào thì các bạn có thể bỏ qua. Nhưng mà theo mình này, xào thì nên có dầu hào thì thịt nó mới mềm và nó ngấm, nó mới ngọt được ấy, và ngon ấy. Đây mình sẽ cho một thìa ăn phở dầu hào này. Muối ở đây là mình sẽ cho ước chừng thôi, khoảng một thìa cà phê đầy như vậy. Hạt lêm cho nửa thìa cà phê. Mình hay dùng hạt lêm thay bột ngọt cho nên mình cho hạt lêm. Nước mắm nửa thìa cà phê. Không cho nhiều nước mắm không nó sẽ ra nước và nó sẽ không ngon. Và chúng ta sẽ đảo đều cái này lên. Bạn nào mà thích ăn ngọt thì cho mình một ít đường vào nhé. Còn cái này mình sẽ đảo đều lên và chỉ cần ướp trong khoảng 10 phút. Sau đó mình sẽ cho thêm một ít hành tím, một ít tỏi và một ít sả vào. Còn phần còn lại thì mình sẽ dùng để mình xào. Mình ướp trước với một ít này để cho thịt mình thơm trước. Bây giờ các bạn cho một thìa cà phê hành tím, một thìa cà phê sả, một thìa cà phê tỏi và các bạn ướp trước. Còn cái phần sả, ớt, tỏi còn lại các bạn thái phát để tí nữa, thái phát mỏng để tí nữa chúng ta xào. Khi thơm lên chúng ta xào cùng với cái thịt này. Và mình ướp thêm khoảng 10 phút nữa, là tổng là 20 phút mình ướp cái thịt này. Gia vị ướp trước, không là gia vị nó sẽ ngấm vào cái hành tỏi nhé, và sả nhé. Bạn nào mà thích ăn ít thì các bạn cho ít sả, còn thích ăn nhiều thì cho nhiều sả nhé. Ở đây mình sẽ dùng 2 củ sả và 2 quả ớt. Đây mình dùng ớt chỉ thiên nên mình chỉ dùng 2 quả ớt nhỏ thôi nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo lên nhé. Cho mình khoảng 1 thìa ăn phở dầu ăn vào. Các bạn cho mình hơn một nửa phần sả vào. Phần đầu sả và phần sả mềm ấy. Và hết cái phần tỏi còn lại vào. Chúng ta sẽ phi tỏi và sả trước, còn phần sả còn lại và ớt thì mình sẽ cho sau để cho cái vị thơm cho các bạn ăn. Khi thơm này để mình xào thịt trước nữa. Thịt đã ướp được gia vị đầy đủ rồi. Một thìa hơi ít thì một thìa ăn phở dầu ăn thì hơi ít thì cho thêm nửa thìa nữa. Khi nó thơm lên rồi thì các bạn cho hết cái phần thịt này vào, các bạn xào. Xào với lửa to nhé, để cho thịt của chúng ta nó bay hơi và nó không bị nóng nhất. Muốn màu sắc đẹp hơn thì các bạn có thể cho ít sa tế vào được hết. Còn không thì cứ để nguyên nha, hoặc là dầu điều vào. Bây giờ xào đến khi thịt nó săn lại là được, nó khô. Đến thịt nó vàng và nó ra hết cái phần phần mỡ nó và màu đẹp hơn ấy, thì chúng ta sẽ đậy vung một lúc như vậy nhé. Đây, khi đậy vung như vậy thì thịt nó sẽ không bị cháy ấy, và nó sẽ ra cái mỡ từ từ. Nhìn rất là vàng và ngon đúng không ạ? Sau mình sẽ chắt bớt cái mỡ này ra. Và mình sẽ cho nốt cái phần sả, phần ớt vào là được. Thêm một chút nữa cho thịt ra cái mỡ nhé. Ban đầu thì mình cứ cho lửa to để cho bay hết hơi nước. Sau mà nó bắt đầu nó khô lại rồi thì mình đậy vung lại và cho lửa vừa hơn để cho thịt nó ra mỡ và nó không bị cháy nhé. Và đậy vung này khoảng 3 đến 5 phút là cho các bạn mở ra. Và các bạn lại đảo để cho thịt nó dễ bị bắn dầu ấy, cho nên chúng ta đậy vung lại vừa ra mỡ bớt và vừa không bị bắn ấy. Và
cho nửa vừa đấy, đừng cho nửa to nhé. Đấy, đấy. À, khi mà mình thấy thịt nó ra mỡ tương đối rồi, mình sẽ vớt bớt cái mỡ này ra, chắc bớt cái mỡ này ra, rồi mình sẽ cho xả và ớt vào mình xào tiếp. Khi mình chắc bớt cái mỡ này ra này nhé, rồi bây giờ mình sẽ cho lốt cái phần xả và ớt vào mình xào, và các bạn có thể lên mạng gia vị, nếu mà nhà thì cho thêm ít gia vị nữa. Phải giữ lại thêm cái phần xả ớt như này thì khi mình xào thì nó mới thơm được nhé, xin cho hết vào. Mình sẽ kiểm tra cho cái miếng thịt của mình nó ngấm gia vị chưa, nếu nó chưa đủ cái độ mặn độ ngọt thì mình sẽ cho thêm. Các bạn cho mình ít dầu nào và ít nước mặn ấy, thịt nó vẫn chưa được ngon lắm. Khoảng một thìa cà phê nước mặn, hai thìa cà phê dầu hào ạ, và một chút xíu đường nữa để cho thịt nó ngọt hơn, ngon hơn. Thêm một ít đường nữa vậy, rửa thịt cà phê đường nữa. Dầu nào được nhưng mà nó thêm đường nữa. Thêm cho lửa vừa thôi thì thịt nó hết khô rồi á. Cho chút đường vào là thịt của chúng ta nó ngon hơn. Khi mà đường, gia vị và thịt nó ngấm rồi thì các bạn đổ lốt cái phần hành lá, hoặc là các bạn dùng mùi tàu hoặc là mùi ta cũng được ấy. Cái hành lá mình đã thái rồi, để cho cái màu có thêm cái màu sắc cho nó ăn thôi. Không cho được nhưng mình thích cho nó có cái màu sắc cho nó ăn được chúng ta. Cho lên như vậy là chúng ta đảo nhanh để cho nó không bị cháy, mà bây giờ cho ra đĩa nhé. Mình rất là lưỡng đúng không ạ? Thì chúng ta gọi là món thịt rang xả ớt hay là thịt xào xả ớt cũng đều được nhé, cực kỳ ngon và hấp dẫn đấy. Miếng thịt là không còn mỡ, rất là thơm, gia vị thì vừa vặn, màu sắc thì đẹp. Món này ăn với cơm trắng của người Việt, ăn trong bữa cơm của người Việt là rất là hợp nhé. Và mình sẽ đi thưởng thức và dừng cái clip này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.